Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Mr. Ken. Trở lại với kênh ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho các bạn đôi nét về một trong những cái đặc điểm ngữ pháp mà hầu hết các bạn học sinh từ lớp 6 tới lớp 12 khi gặp cảm thấy rất là bối rối, rất là bỡ ngỡ. Đặc biệt nó rất hay xuất hiện trong dạng bài tập viết lại câu tương đương. Đó chính là mẫu câu sử dụng to till, so that, such that và enough to. Thì rất nhiều bạn hỏi rằng là cái mẫu câu này nó sử dụng như thế nào, tại sao lại có cái trường hợp là có thể một câu mà viết lại bằng bốn cách như vậy. Chúng ta có thể một câu viết lại bằng so, một câu viết lại bằng such, cũng có thể viết tương đồng nghĩa là to, cũng có thể viết tương đồng là bằng enough. Vậy nhiều trường hợp như vậy thì viết bằng cách nào đây cho nó dễ nhất, và có những gì lưu ý khác biệt giữa bốn cái mẫu câu này hay không? Thì trong đoạn video ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết về cái cách để các bạn viết lại câu giữa bốn cái mẫu này nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào trong cái phần lý thuyết sơ lược trước. Và trong phần bài hôm nay thì các bạn chỉ cần chú ý một chút là thầy sẽ truyền tải cho các bạn rất nhiều những cái hướng dẫn, những cái thủ thuật đặc biệt mà các bạn ít khi nào để ý. Và chính là những cái thủ thuật này giúp các bạn sẽ làm rõ ràng hơn những cái sự bối rối của các bạn về so such to be enough. Các bạn chú ý cho kỹ ha. Và các bạn có thể sử dụng viết giấy để các bạn ghi chú lại. Còn nếu như các bạn không theo dõi kịp, không đi kịp, thì cuối video thầy sẽ có thể gửi cái file tài liệu cho các bạn nếu các bạn có comment trực tiếp với video là cần cái tài liệu. Bởi vì đây là cái file tài liệu trong nguyên một cái bộ tài liệu dạng sentence transformation mà thầy đã viết được khoảng hơn 3 tháng nay rồi. Và hiện giờ thì đang ở cái giai đoạn đang nghiên cứu về so such và to be enough, nghiên cứu qua những cái lý thuyết, qua những cái bài tập để rút ra cho các bạn học sinh những cái cách hữu hiệu nhất, nhanh chóng nhất để giải quyết bài tập tự luận và trắc nghiệm của so such to be enough. Thì trong cái đoạn clip này thì sẽ hướng dẫn sơ lược lý thuyết và sau đó sẽ cho các bạn thực hành hai dạng bài tập, đó là tự luận và trắc nghiệm về bốn mẫu câu này. Và chúng ta bắt đầu nhé các bạn nha. Đây, trước tiên là các bạn quan sát cho thầy, thầy đang có một cái file tài liệu và thầy đang soạn nó cũng lâu rồi và đang ở trong cái giai đoạn là hoàn chỉnh phần viết lại câu. Thì trước tiên các bạn nhận thấy rằng bài tập này cũng khá là quen thuộc đối với các bạn cấp 2 nhé. Nhưng mà đối với các bạn cấp 3 thì hầu như các bạn không còn làm dạng này nữa, mà các bạn đã được giáo viên chuyển thể cái dạng này sang một cái bài tập trắc nghiệm hoặc là một cái bài viết lại câu tương đương. Đấy, các bạn gặp vô cùng khó khăn khi mà chúng ta phải chuyển nhiều câu tương đương như vậy. Rồi, ngoài dạng này ra thì chúng ta còn một cái dạng bài tập nữa là bài tập trắc nghiệm các bạn. Bài trắc nghiệm. Đấy, ví dụ như này. Đấy, thì các bạn sẽ hơi bối rối. Bởi vì nếu mà đối với những bạn mà hay có thói quen là dịch nghĩa sang tiếng Anh, dịch nghĩa sang tiếng Việt thì các bạn dịch qua có vẻ là câu nào cũng đúng cả. Như vậy không dịch nghĩa được các bạn, không dịch nghĩa được. Mà chúng ta chỉ khai thác những cái gì khác biệt trên bốn mẫu câu này thì chúng ta chỉ nhìn ngay chỗ khác đó, chúng ta chọn thật nha. Rồi, bây giờ thì sẽ đi chi tiết cho các bạn sơ lược và phần lý thuyết ha. Rồi, ở trên đây thì thầy sẽ có một cái đoạn lý thuyết cũng khá là dài. Đấy, và trước khi đi vào lý thuyết thầy cũng muốn các bạn nhìn cái này cho thầy cái. Nhìn phần này nha. Đấy, thầy có một câu, chỉ có một câu là the movie is too boring to watch till the end. Tức là nếu chúng ta dịch tiếng Việt thì là bộ phim này quá nhàm chán để có thể xem tới cuối được. Tức là đây là một câu mang cái nghĩa phủ định các bạn nha. Các bạn lưu ý cho thầy là to là mang nghĩa phủ định, tức là bộ phim này quá nhàm chán đến nỗi là tôi không xem đến cuối thì hạn. Thì các bạn nhìn thấy ở dưới thầy viết thành tới 6 cách khác nhau. Như vậy thì các bạn hình dung thử xem, ví dụ như 6 cách này mà giáo viên đưa vào trong đề kiểm tra đề thi của các bạn thì làm sao các bạn hình dung được, đúng không nào? Và thậm chí là cách thứ tư, thứ năm, thứ sáu các bạn nhìn thấy nè, thầy sử dụng wish, sử dụng if và sử dụng luôn cả because so luôn. Đấy, thì rất là gối ha. Và trước tiên là trong phạm vi video ngày hôm nay thì hướng dẫn cho bạn ba cách ở phía trên, tức là so, such và enough để viết lại to nha. Thì các bạn nhìn thấy đáp án như thế này. Đấy, một hồi thầy sẽ quay lại hướng dẫn cho bài sau nha. Thì chúng ta đi lý thuyết cái nào. Một phần lý thuyết thì thực ra nó cũng khá là dài. Tuy nhiên thì nếu các bạn đọc qua phần bị gọi các bạn sẽ rút ra được rất rất nhiều những cái quy tắc mà các bạn cần phải học.
Đấy, các bạn nhìn qua thấy lý thuyết thì các bạn thấy khá là dài đúng không nào? Nhưng mà các bạn chịu khó và bỏ khoảng vài phút các bạn đọc hàng ngày thôi thì các bạn thực sự được tập rất là hiệu quả luôn. Và ở đây thầy đang làm chúng ta cái phần module thứ 7, tức là cách sử dụng của to do, so that, such that và enough to. Đấy, rồi chúng ta không cần đọc ví dụ phía dưới này luôn. Đấy, chúng ta chỉ cần chú ý cho thầy một số cái lưu ý đặc biệt phía dưới này thôi nha. Đấy, cái tài liệu này thì có thể là các bạn sẽ được thầy gửi qua, nếu các bạn có nhu cầu sử dụng thì thầy gửi qua cho các bạn đọc hiệu quả hơn. Ở đây thầy không có phải là hướng dẫn hết tất cả các chi tiết cho các bạn, và chỉ cho các bạn đọc lướt qua như vậy thôi. Đấy, một số lưu ý nè, khi làm bài tập trắc nghiệm và tự luận luôn nè, đặc biệt là bài tập trắc nghiệm đối với các bạn học sinh lớp 11 và 12, các bạn sử dụng cái này. Ví dụ ha, khi thấy dạng câu bắt đầu một if đây, thì đây là một cái đại từ thay thế cho danh từ số ít hoặc danh từ số nhiều có sẵn trong câu. Như vậy thì đối với chữ if và dưới đây đứng đầu câu thì thường chúng ta sẽ chọn mẫu câu such that chứ không sử dụng so. Rồi, cái lưu ý tiếp theo đó là khi thấy ở khoảng giữa của câu có cụm danh từ cộng tính từ gì đó thì chúng ta lại sử dụng such, cũng là such chứ không so. Rồi, lưu ý thứ ba đó là khi nói câu của bài tập tự luận sử dụng so that. Đấy, thì nếu có to, có so, có very, có quite thì chúng ta bỏ nha, bỏ cái chữ này. Đấy, rồi. A lot of và lots of thì sẽ đổi thành là much và many. Và ở đây thầy lưu ý luôn, và khi chúng ta đổi thành much và many thì nhiều bạn cũng gặp một cái khó khăn, đó là không biết là chữ so đi với much hay là chữ so đi với many. Đấy, nhiều bạn lại sử dụng không sử dụng so much, không sử dụng so many mà lại sử dụng được too much, too many. Đấy, thì có trường hợp đó hay không? Chút xíu nữa bài tập chúng ta nhìn thấy nha. Rồi, thầy xin nhấn mạnh một điều rằng đối với so và many thì các bạn chỉ sử dụng much và many thì các bạn chỉ sử dụng so phía trước thôi. Lưu ý nha, không có sử dụng too, không có sử dụng enough, cũng không sử dụng such. Đây là một lưu ý để các bạn loại bỏ cái câu trắc nghiệm. Dạng trắc nghiệm ABCD mà có câu sai các bạn nhìn các bạn loại bỏ được ngay thôi. Đấy, thì sau đáp thì chúng ta cứ giữ lại mệnh đề là xong rồi, vấn đề gì cả ha. Rồi đây là những cái ví dụ thôi. Rồi đối với such thì sao, thì cũng tương tự vậy, có to, so, quite thì chúng ta bỏ nha. Rồi nếu danh từ số ít thì chúng ta sử dụng an, còn không có chúng ta bỏ an và thêm số nhiều, thêm s cho danh từ phía sau này hồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ bài tập luôn. Rồi tiếp theo ha, các bạn xem một cái lưu ý hết sức đặc biệt mà hôm trước giờ thầy luyện cho khối 12 để mà thi tốt nghiệp thì các bạn gặp rất là nhiều luôn, đó chính là cái lưu ý cuối này. Khi viết câu to to thì sử dụng ít âm ở phía cuối, không sử dụng ít âm phía cuối. Rồi lưu ý này mới đáng quan tâm nha, các bạn thực sự tập trung vào đây nhìn này. Bản thân cấu trúc to to là đã mang nghĩa phủ định rồi, cho nên cái câu này là câu mà cực kỳ phổ biến trong các cái đề thi luôn nè. Rồi ha. Đấy, cho trách nhiệm nửa câu còn lại. Thì các bạn thấy to nha. Thì các bạn sẽ rằng đây có chút to to. Nhìn dưới đều là to to hết, đúng hết. Được chưa? Đấy, thì các bạn sẽ sử dụng cái gì? Trong khi là câu là for nobody to. Đúng mẫu bình thường. For nobody moving thì câu này có thể chúng ta bỏ rồi nha. Rồi, nhưng mà câu C lại đúng nữa. For anybody to move. Đấy, rồi câu D, for any body or anyone to moving thì chúng ta chỉ còn lại phân vân là câu A và câu C thôi. Nó đúng mẫu nha các bạn, nhưng mà liệu là nobody hay là anybody. Đấy, như vậy thì đối với câu này các bạn đọc lưu ý như này, chỉ cần chọn câu không có no là được, vậy thì chắc chắn thầy sẽ chọn ngay câu C thôi, không có gì cả nha. Và những câu tương tự như vậy luôn, có anyone, no one, anybody, nobody thì các bạn cứ làm theo cách này cho thầy nha. Thầy thấy to to thì cứ chọn any chứ đừng chọn no nha. Đấy, rồi đó là một lưu ý hết sức đặc biệt ha, dành cho các bạn. Và đây chúng ta sẽ cùng nhìn lại một lần nữa câu ví dụ lúc nãy thầy đó đưa ra cho các bạn. Thế thì tại sao lại có cái cách thứ từ thứ năm và thứ sáu như thế này? Rồi, từng cách thầy sẽ dạy cho các bạn qua sơ lược cái nha, để các bạn thấy được. Tất cả các câu này đều có nghĩa chung là ba câu đầu tiên đều có nghĩa chung, đó là một bộ
Rồi các bạn quan sát cái câu ví dụ lúc nãy sẽ đưa ra, nếu bạn nhìn thấy rõ ràng cái câu này viết tương đồng nghĩa lại thì nó cũng là sử dụng so, such và enough. Ba cách đầu tiên nó gần gần giống, vậy thì nó khác ở chỗ nào, cần lưu ý cái gì nha. Chú ý, cái chú ý thứ nhất là các bạn phải khi sử dụng so that và such that thì các bạn phải hình thành cái vế phía sau, nhìn thấy không, hình thành cái vế phía sau, hình thành vế sau that. Và các bạn lưu ý cái vế này hình thành rất là dễ thôi, đó là các bạn cứ thêm vào chủ từ cộng với can't hoặc là couldn't. Nếu câu ở phía trước chỗ này, ví dụ ở vị trí này là quá khứ, chúng ta sử dụng sau này là couldn't, còn câu phía trước này là hiện tại, sau chúng ta cứ sử dụng là can't hoặc là cannot đấy, được chưa? Thì các bạn cứ biết là hết câu là rồi nha. Thường là sử dụng là can't hoặc là don't want, doesn't want, didn't want gì đó thôi nha. Cách này rất là phổ biến. Thì đặc điểm khác nhau giữa so that và such that thì các bạn biết rồi nha. Để phiên nhắc rất là thường đó là giữa so that và such that chỉ có tính tự thôi, và danh tự đứng đầu cộng, danh tự đứng đầu cộng nha. Rồi và thiết chuyển sang such thì lại thay cái danh từ giữa mu bi đó thành chữ ít rộng, và giữa cộng such là một loạt nha, gồm có danh từ nè, boring là tính từ và một mạo từ nè, các bạn lưu ý nha. Rồi ở phía sau của that thì không có khác gì so với phía sau của mẫu câu số đấy, khá là đơn giản. Rồi qua tới cái enough, qua tới cái enough thì các bạn lưu ý là enough thì các bạn thường phải viết ngược lại, viết ngược nghĩa lại đấy, có nghĩa là gì? Từ boring các bạn sẽ thay bằng một tính từ là interesting, các bạn sẽ sử dụng not nha. The movie is not interesting enough for me to watch, đấy, for me to watch till the end gì đó. Ok, rồi ba cách còn lại là ba cách nâng cao dành cho học sinh lớp 12. Và các bạn lưu ý, nếu mà người ta cho là the movie too boring to watch till the end mà các bạn lại có cái câu giáo viên cho sẵn chữ if thì chết rồi nha. Nhiều bạn không hình dung được, các bạn cứ nghĩ rằng là too too thì so that đọc nghĩa, such that đọc nghĩa, hoặc là quá lắm thì enough, chứ làm gì có if ở đây nữa. Thì các bạn thấy là nó viết rất là nhiều câu nha. Đấy, ví dụ các bạn coi nè, con nói câu wish cái nha, câu wish thì chúng ta có là I wish the movie were more interesting, tôi ước gì bộ phim đó nó hay hơn một chút. Đấy, câu if thì sao? Nếu bộ phim thì hay hơn một chút thì tôi có thể xem tới cuối rồi, còn câu cuối cùng phía dưới, bởi vì bộ phim nhàm chán quá vì vậy cho nên là tôi không có xem tới cuối. Đấy, các bạn thấy điều gần nghĩa hết, điều rất là phù hợp luôn, các bạn dịch ra điều phù hợp hết nha. Như vậy thì đối với học sinh cấp 3 thì nhấn mạnh lại nha, đối với cấp 3 lớp 11, 12 các bạn nên tham khảo luôn ba cách cuối cùng cho thầy. Đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần bài tập. Nếu mà chưa đi lý thuyết trọn vẹn thì có làm bài tập được hay không? Thì các bạn lưu ý cho thầy vẫn có thể làm được một số câu bình thường nha. Đấy. Như một số bạn comment trong cái video trước của thầy là cảm thấy là hiệu quả khi mà học theo cái cách là thầy luyện thi cho các bạn, tức là chỉ truyền lại cho các bạn những cái bí quyết xử lý bài tập thôi. Thì ở đây thầy đang tập trung luyện thi các bạn nha. Đây, cho nên là các bạn chỉ cần tập trung vào cho thầy cái cách để thầy lập luận. Các bạn nghe kỹ để các bạn tập theo tương tự như vậy để xây dựng cái kỹ năng lập luận bài cho mình. Rồi, bây giờ thì có 10 câu. 10 câu này giáo viên chỉ cho bạn xử lý trong vòng 10 phút trở lại thôi. Ví dụ như vậy, thì các bạn làm cách nào đây? Các bạn phải quan sát thật là nhanh chóng cho thầy nha. Nhớ là so, such thì mới có that, to thì nó có chữ to, enough nó có to, được chưa? Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy là rõ ràng giống như là hai cặp nha, hai cặp đấy. Thì chúng ta nhìn vô câu 1, thầy thấy ngài chữ that, được chưa? Rồi các bạn nhìn được phần trống trước nè, các bạn thấy chỉ có chữ bright thôi, chữ brightly thôi, thì chắc chắn ở đây là một tính từ hay dạng từ gì đó, nó không phải là danh từ, nó có từ một nha. Có từ một thì chắc chắn vị trí này chúng ta sẽ chọn là so. Nè các bạn nhé, vậy thôi, đâu có đọc hết câu đâu, chúng ta đang tập trung luyện thi mà, đang xử lý bài tập mà. Rồi tiếp nè, đáp lại thấy đáp thì chắc chắn không phải to to, cũng không phải là enough đâu nha. À thấy nè, một từ, hai từ, ba từ nè nha, các bạn thấy nè, có student là danh từ nữa nè. Đấy thì các bạn thường nghĩ tới cái gì? Các bạn sẽ nghĩ ngay tới gì? Such. Đúng không? Các bạn thường sẽ nghĩ ngay tới such. Nhưng mà
Rồi các bạn tập trung vào câu số 2. Nhìn chúng ta thấy đáp. Được chưa? Thì nhắc lại nha, nhìn chúng ta thấy đáp. Thì các bạn sẽ loại ngay to và enough đi. Chỉ còn show và such thôi, về đây show hay là such. Khi mà có một danh từ mà lại có từ few, từ chỉ số lượng nữa nha, thì show hay such đây rất là gắt gói và rất là dễ quên dành cho các bạn. Và các bạn lưu ý thì sẽ quay lại lý thuyết cho các bạn. Được chưa? Có một phần lý thuyết thì có ghi rồi nha. À, chúng ta sẽ xem nha. Ok, để xem nào. Two. Rồi, đây phải có nha. Rõ ràng có hai cái dòng xanh xanh này rất là có tác dụng cho các bạn. Đối với danh từ số nhiều đếm được thì chúng ta sử dụng là so. Được chưa? Đấy. Đấy, so many, so few, so gì đó thì miễn là sao là các bạn cứ nhìn ngay cái nào được chứ thầy. Nhìn ngay cái nào là đếm được không? Nha. Rồi. Còn nhìn ngay cái nào này mà đếm không được á thì sử dụng such. Much, so, nha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chắc chắn là so rồi, không phải là such rồi nha. Rồi. Quay ngược lại cái bài tập nè. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là nếu như mà trong cái câu này mình thấy nhiều bạn nghĩ là ồ đây là một cụm danh từ này. Cụm danh từ thì các bạn hay sử dụng such chứ, đúng không? Không phải đâu, so đấy. Các bạn nhé, lưu ý. Thì đá động tới số lượng là người ta sử dụng so chứ không sử dụng such. Để nhắc lại nha, đụng chạm tới số lượng nè, các bạn nè, few nè, một ít một vài gì đó, cứ sử dụng so cho thầy nha. Đấy. Rồi, câu số 3. Lại có đáp là thế sao? Nhưng mà đây không phải là cái từ đáp trong cái mẫu học, mà đây mới là từ đáp trong mẫu học. Ngoài nhìn cẩn thận nha. Rồi, vậy thì nhìn thấy là ok, ở phía giữa của trước của đáp có là nguyên một cái cụm như này nè, có wonderful là tính từ, memories là danh từ này, được chưa? Thì các bạn cứ sử dụng là such vậy thôi. Rồi tiếp nha, câu này lại có đáp nữa. Rồi đây có là đây là danh từ, nice là tính từ, là cứ là such thôi nha. Và thêm một điều nãy thì nhắc rồi, có ít đến đầu câu ưu tiên cho such. Rồi tiếp tục luôn câu số 5, that thì chỉ có một từ phía trước thôi, interesting thì chắc chắn đây sẽ là so rồi nha. Rồi đây nữa, that đây có an early hour là một cụm nè, được chưa? Đấy thì các bạn cứ sử dụng such thôi. Rồi vậy thì đa số trong các cái câu này chúng ta sử dụng such, chưa? Đấy câu 8, câu 7 nè, đây many nè. Rồi thế mà many thì đã làm cái số lượng nó rồi, quay lại show nha. Ok, câu này thì lại có một cụm danh từ great success. Như vậy thì chúng ta cứ sử dụng such thôi cả nha. Tới câu thì chính, câu chính không thấy đáp nữa, không thấy to. Thấy to thì các bạn sẽ cân nhắc hai trường hợp nha, hai trường hợp đó là enough và to. Đấy, nếu các bạn dịch nghĩa câu chính I'm not rich, đấy tính từ như vậy thì đối với cái câu này chúng ta sẽ sử dụng từ enough, không sử dụng to. Tại sao? Đơn giản, nếu sử dụng chữ to vào thì sao đây? À, không hề có mẫu câu hai chữ to đứng liền, được chưa? Đấy, rất dễ phát hiện nha. Thêm nữa, hoặc điều nãy giờ thầy đã nhắc lên rồi là cái câu to mang nghĩa phủ định rồi, cho nên không bao giờ có chữ nó. Các bạn nhìn thấy nó chứ, các bạn cứ nghĩ tới cái việc vấn đề là enough thôi chứ không sử dụng được, không thể nào là to được. Đấy, được chưa? Cái câu này mới to nè, đấy to nè, được chưa? Thì các bạn cứ nghĩ là đây là enough hay là to. Thì phía sau còn từ nữa, tính từ nữa thì chúng ta sẽ sử dụng là to. Đấy. Thêm một căn cứ nữa, câu trước này đã là khẳng định thôi, khẳng định thì mới sử dụng to được, đúng không? Đây là cái điểm mà hết sức đáng lưu ý dành cho các bạn làm bài trắc nghiệm các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống 7 câu trắc nghiệm nha, 7 câu trắc nghiệm và cách xử lý như thế nào cho nhanh nhất. Các bạn nghe thầy lập luận cho kỹ nha. Rồi khi làm bài trắc nghiệm
thì các bạn đừng có vội vàng các bạn nhìn vào hết tất cả các từ trên câu tiêu đề trên mà các bạn đọc hết, không cần đâu, các bạn cứ nhìn vô. Thầy nhắc lại một lần nữa là khi chúng ta làm bài trắc nghiệm, chúng ta phải nhanh chóng nhìn vào đáp án và lựa chọn những chỗ mà nó nếu mà nó có sai về cái mặt cấu tạo câu, cấu tạo từ gì đó chúng ta loại bớt đi nhé, đừng có cứ ở đó mà chúng ta đọc cái câu trên đã cho sẵn, không cần đâu, chúng ta cứ nhìn vô đáp án cho thầy nha. Rồi bây giờ câu số 1 đây chúng ta có nè nha, the ceiling is, rồi chúng ta bắt đầu nhìn nha, rồi too high for me to reach, đúng mẫu câu được chưa, rồi too high for me to reach it, có thể đúng luôn, so high for me reaching, bỏ, rồi reaching bỏ, vậy là bỏ C bỏ đề thôi nha, bỏ C bỏ đề. Như vậy hai câu trên câu nào đúng đấy, câu nào đúng, trong khi câu A câu B là gần gần như giống nhau luôn. Sorry, ở đây thì như tác giả của cái bài này ok rồi, nó bị thiếu sót cái chỗ lỗi chính tả cho này, rồi to reach it. Thì các bạn chú ý cho thầy, chữ X trong câu B này là nói về gì, chắc chắn nó nói về the ceiling, có nghĩa là nó bị lặp lại cái từ the ceiling các bạn ha, nó bị lặp lại từ the ceiling. Thì tốt nhất đừng chọn những cái câu mà ở phía cuối có x hoặc là có gì, cái đại từ thay thế thường gặp nhất đó là chữ x và chữ đen, các bạn lưu ý nha. Đấy, tránh cái câu này, nếu mà hai câu này đã giống nhau rồi thì chọn cái câu đừng có x và hoặc là đen, đúng không, đừng chọn đó, là cứ chọn câu A thôi. Too high for me to reach, đó là cái trần nhà quá cao để tôi có thể chạm tới được. Rồi câu số 2 thôi, không cần nhìn trên luôn, nhìn dưới nè. Two, rồi bốn mẫu ha, nghe nè, đây có chữ two, thì các bạn nghĩ tới cái trường hợp nào, thấy không? Rồi ở đây chúng ta sẽ lưu ý như này, câu trên đã có is rồi, câu này tác giả cố tình cho các bạn cái sai thấy rõ nè, được chưa? Đấy, có is rồi thì dưới lại có is nữa mà lại such không bao giờ đi với two, các bạn lưu ý ha, such không bao giờ đi với two. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn là mẫu gì, a, c và d. Như vậy thì chúng ta đọc qua nghĩa câu một cái ha. Rồi, I don't think our daughter is to understand this matter. Tức là tôi không nghĩ là con gái của chúng tôi có là đủ lớn, đủ trưởng thành gì đó để mẹ có thể hiểu được cái vấn đề này. Thì khi đọc qua câu này chúng ta sẽ lưu ý đến trường hợp là too young. Đấy, tôi không nghĩ là con gái tôi quá trẻ thì có thể được trường hợp này. Tuy nhiên thì các bạn phải cân nhắc kỹ cho thầy còn trường hợp là not enough old. Old là một tính từ, sự enough không sử dụng được, phía trước tính từ bỏ, được chưa? Not age enough càng không chính xác. Đấy, thì chỉ có câu A là hợp lý thôi nha. Rồi câu kế tiếp, câu tiếp này chúng ta sẽ quan sát nè. I am a car. Nhìn cái câu thì chúng ta biết nè, tôi không đủ giàu để có thể mua được chiếc xe hơi gì đó. Thì các bạn coi ha, I am rồi. Thì đây là not rich enough to buy. Ok, câu đúng, câu rất bình thường. Too rich enough to buy. Đúng câu trúc luôn. Đó. Rồi, cái trường hợp này chúng ta coi kỹ nha. Câu B sai có lúc rồi các bạn nha. Ok. Rồi, too poor to buy. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là tôi thì quá nghèo để có thể mua được chiếc xe đó, nghĩa là tôi không thể nào mua được nha. Thì cái câu C này với câu A đồng nghĩa với nhau. Chúng ta sẽ chọn câu A và C, thấy không? Thì có câu A và C đứng cho câu D nè, nên mình chọn câu D nha. Đấy. Rồi, câu kế tiếp. We don't to go there now. We don't. Thì các bạn xem ha, câu sử dụng gì. Ok. Và nhớ thầy nói, thầy có yếu tố phủ định rồi, don't thì đừng bao giờ dòm ngó tới to nha, đừng bao giờ dòm ngó tới to, dòm ngó ba trên nhìn thầy. Time là một danh từ thì phải đứng sau enough nha, đứng sau enough thì chỉ có đáp án C đúng thôi, không cần mất quá nhiều thời gian nha. Rồi câu số 5, câu số 5 chúng ta có là two, thì chắc chắn phía sau sẽ là
sẽ là true thôi nha. Hoặc là nobody thì câu này nãy thầy giải rồi, phần lý thuyết phía trên rồi nha. Các bạn thấy true thì các bạn cứ chọn any nha. Tiếp luôn, câu số 6 thì chúng ta sẽ có it is. Đứng đầu là it thì nghĩ tới cái gì rồi? Các bạn sẽ nghĩ tới cái gì trước nha. It đứng đầu thì thường chỉ có hai trường hợp sử dụng phổ biến là such và to. Này, hoặc là enough và xìm được, nhưng mà chắc chắn là không phải là so. Nhưng mà nói về thời tiết thì mới xìm so được. À, chúng ta nghiên cứu có chút cái nha. Rồi, bây giờ phía sau thì có to, có chữ to. Rồi thì chắc chắn không bao giờ có so và cũng không bao giờ có such luôn. Đấy, bỏ luôn đi. Giờ, rồi. Và đã có to rồi thì làm gì có đáp được. Đấy, cho nên chỉ đáp án chỉ là câu A thôi. Có gì phức tạp cả. Câu số 7, it's a home from here. Đấy. Rồi, nhìn cái nè. Yeah. Too far walking, bỏ. Too far for walking, xét về nghĩa vẫn có thể hợp lý. Nha. Yeah. Rồi, cấu trúc của chúng ta đang sử dụng là trừ two của mình. Cho nên là chọn đáp án D thôi. Không có cần phải vướng mắc ở đây quá nhiều. Ok. Và trên đây chỉ là một số lý thuyết và một số cái ví dụ về bài tập. Và hôm sau trong đoạn clip kế tiếp thì sẽ làm cho các bạn thực chất trên một cái tài liệu luyện thi lớp 12 và luyện thi đại học về cái phần này, thì các bạn sẽ thấy là làm một số câu nữa sẽ cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn rất là nhiều, và các bạn đã quen cách học luận, các bạn sẽ tự tin hơn và không còn bối rối giữa to, so, such, enough gì cả nha. Rồi bây giờ thời gian thì thầy sẽ dành để nghiên cứu và làm tiếp tục cái tài liệu cho các bạn học sinh của thầy đây, và tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn học tốt.